Đầu Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày cuối cùng của tháng 12 2019. Và lần đầu tiên Thành Luân xin được gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ nội thất phòng thờ gồm có một bộ hoành phi câu đối chữ giáp vàng, hoành phi câu đối lòng cuốn thư chữ giáp vàng và một bộ bàn thờ triện phúc thọ có hai ngăn kéo. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Xin mời quý khách cùng theo dõi. Vâng, bộ sản phẩm trên Thành Luân sẽ công khai báo giá trong video clip này. Quý khách có nhu cầu hãy vui lòng xem hết video clip này, chúng tôi sẽ báo giá tổng thể cái bộ sản phẩm trên. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ sản phẩm này Thành Luân chúng tôi là làm theo đơn đặt hàng của Bác Thi đến từ Thanh Trì Hà Nội. Bác đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và hôm trước thì bác và anh con trai bác về với đồ gỗ Thành Luân thì là bác ưng cái mẫu này, bác đặt theo đúng mẫu này. Và bộ hoành phi, hoành phi thì chúng tôi là hoành phi luồn lồng cuốn thư ở phía trong, ở bên ngoài là hoành phi, nó rất chi là đẹp và rất chi là đẳng cấp. Và toàn bộ sản phẩm trên được làm chất liệu gỗ gõ đỏ, gỗ gõ đỏ. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ báo giá hai bộ sản phẩm này và chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Trước tiên chiếc bàn thờ triện phúc thọ như ý, bàn thờ triện phúc thọ như ý có hai ngăn kéo đây, hàng siêu vip luôn, làm siêu dày dặn luôn, rất chi là dày. Và kích thước của chiếc bàn thờ này cũng rất to, rất to và hoành tráng. Bàn thờ này làm theo đơn đặt hàng của gia đình, đó là ngang 2m17, rộng 1m27, cao 1m27, có hai ngăn kéo, hàng siêu vip luôn. Và chiếc và bộ hoành phi câu đối, hoành phi câu đối ngang 1m97, rộng 67, và hoành phi hai bước câu đối lên là cao 1m97, toàn bộ chữ ở giữa được dát vàng. Đấy, ba chữ ở bức cuốn thư lòng hoành phi kia là Đức Lưu Quang, và bên câu đối một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Vâng, bộ sản phẩm trên chúng tôi đã hoàn thiện theo đơn đặt hàng của Bác Thi đến từ Thanh Trì Hà Nội. Và sau đây chúng ta tiếp tục đi vào đường nét chi tiết. Rất đẹp. Quý khách đang xem video clip Thành Luân quay trực tiếp tại cơ sở 1 nhà xưởng sản xuất của Thành Luân, làm tại làng Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở đây là bức hoành phi, hoành phi lồng cuốn thư. Và chúng tôi là hiện tại là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu. Về mẫu mã, kích thước của loại gỗ, quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi để được sở hữu. Và chiêng cái bộ hoành phi này được đục chạm thủ công rất kỹ, rất tinh xảo, đục kênh bong hoành phi lồng cuốn thư này, đục kênh bong rất chi là đẹp, rất chi là đẹp. Và đôi câu đối là dài 1m97 và rộng 28 phân, dày 4-5 phân. Đấy, và mà bộ sập thờ cũng vậy, sập thờ là rất chi là to hoành tráng. Và bộ sập thờ Thành Luân chúng tôi báo giá là dao động từ 20 đến 30 triệu. Bộ hoành phi Thành Luân bán với giá 25 triệu bộ. Đấy, còn có loại rẻ hơn 18-20 triệu cũng có. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu. Và quý khách hãy đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi ở phía dưới phần link, cái phần mô tả cũng như là cái phần kết thúc màn hình này, chúng tôi để một cái đường cái o tròn này, một cái hình tròn này, đó là cái kênh mới của Thành Luân chúng tôi. Quý khách có thể kích vào đó để đăng ký kênh của Thành Luân chúng tôi. Và cái kênh đó chúng tôi là chuyên báo giá công khai các sản phẩm và quay chi tiết các sản phẩm. Kênh đó là kênh mới của đồ gỗ Thành Luân. Mong quý khách yêu thích thì hãy đăng ký kênh của tôi để tiếp tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm được cập nhật hàng ngày. Vâng, thế mà Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.